Hi, xin chào tất cả các anh chị và các bạn ha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho tất cả các anh chị và các bạn những cái cách tháo lắp và cái thay cái miếng phim của cái bộ phận B2 khi mà nó chạy lâu ngày nó bị lủng và nó sẽ gây kẹt giấy, hoặc là do nó bị bong keo, hoặc lâu ngày nó bị đóng nó bị bong keo, thì chúng ta sẽ mở ra chúng ta thay. Thì bây giờ cách mở nó như thế này. Đầu tiên các anh chị sẽ mở cái nắp máy phía trước ha. Thì ở phía trên đây nè, nó sẽ có cái mùi mật, bình mật, và chúng ta sẽ tháo, chúng ta lấy ra. Tiếp đến các chị sẽ tháo cái hai cái cụm quay này của thằng C2 với thằng B2 ra. Tiếp đến các chị sẽ mở hai con ốc để chúng ta sẽ mở cái nắp ốp này ra. Sau đó chúng ta sẽ lấy cái nắp ốp này, chúng ta bỏ qua một bên đây. Rồi tiếp đến các chị sẽ thấy ở đây nó có một con ốc này, dưới đây nó có một con ốc, ở trong đây nó có một con ốc, với lại một cái lò xo này. Thì chúng ta sẽ tháo hai con ốc này ra. Chúng ta sẽ tháo hai con ốc này ra, với lại chúng ta sẽ lấy cái lò xo này ra ha. Thì đây chúng ta sẽ tháo con ốc này. Con ốc này là để nó giữ cố định cái miếng sắt phía sau á, phía trong á. Chúng ta sẽ tháo ra. Đây. Chúng ta sẽ lấy ra một con. Và trên đây chúng ta sẽ tháo luôn. Con này chúng ta không tháo luôn nè. Rồi tiếp đến các anh chị sẽ sử dụng cái tua vít để chúng ta sẽ tháo cái lò xo này ra. Ở đây nó có cái lò xo nha. Này. Tháo cái lò xo thế này. Tuy nhiên cái lò xo này á thì nó dễ bung nên là chúng ta sẽ sử dụng cái vít nhọn nè. Các anh chị đẩy ha. Các anh chị đẩy qua đây. Đây. Rồi ha, là nó bung ra, các anh chị lấy ra nhẹ ra nè. Thì bây giờ các anh chị sẽ thấy là nó cái phần cái lò xo nó có tác dụng nó ép cái trục này. Cái trục này là cái trục của cái thằng lu lô trắng nó nằm ở trong đây nè. Đó thì cái lò xo nó có tác dụng nó ép này. Ha, thì bây giờ mình tháo lò xo ra. Rồi coi như cái phần thứ nhất chúng ta đã tháo xong ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đóng cái mắt này, đóng máy ở phía trước lại và chúng ta ra vào bộ phận phía sau. Chúng ta sẽ tháo bộ phận phía sau nha. Rồi đối với phần phía sau máy thì các anh chị sẽ tháo cái nắp nhỏ này ở phía sau bên hông máy ra. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bỏ vào bên đây. Đây, tức là chúng ta mục đích của chúng ta là tháo cái bộ phận này ra. Cái bộ phận này nè là nó ép ở trong cái nó ép vào, nó có cái miếng phim mà chúng ta muốn thay. Rồi sau khi chúng ta tháo này ra xong, chúng ta sẽ quay cái máy lại và chúng ta sẽ tháo bộ phận ở phía sau máy này nữa ha. Rồi đối với phía sau máy phía đây nó có một cái ốp nè, nó cũng ốp tấm ốp ha, thì các anh chị cứ tháo ra bình thường ha. Rồi tiếp đó là các anh chị sẽ tháo luôn cái nắp ốp phía dưới này ra luôn. Rồi tiếp đến các anh chị sẽ tháo cái hộp bóc này ra. Thì hộp bóc này ra nó có mang ốc ở đây ha. Thì các anh chị cứ tháo. Đây chúng ta tiếp tục tháo cái con dưới đây. Để chúng ta kéo cái hộp bóc này ra chúng ta mới mở được cái sao nè. Ở đây. Bây giờ cái hộp bóc này để chúng ta kéo được á thì các anh chị phải mở thêm một cái thao tác, tức là một cái bệ bên đây nữa. Nó không có giống cái máy 1025. Máy 1025 thì chúng ta chỉ cần mở cái nắp ốp bên đây thôi, cái bóc này nó ngắn thôi. Thì chúng ta đã mở được. Thì do đó cái con này thì chúng ta phải mở thêm cái nắp bệ phía sau nữa. Tắt bờ này để bảo vệ cái bộ men phía đây, phía bên trong này ha. Rồi chúng ta lấy ra. Nè, chúng ta lấy ra vậy nó mới không có cống. Rồi sau đó chúng ta sẽ đẩy cái nắp hộp bóc này ra nè, như thế này. Rồi các chị để ý kỹ giùm mình ha. Đây nè. Ở đây nó có một con ốc, bây giờ chúng ta sẽ mở con ốc này ra. Nha, bây giờ chúng ta sẽ mở con ốc này ra nè. Rồi tiếp đến á, các anh chị sẽ thấy như thế này. Tiếp đến là các anh chị sẽ thấy ở phía dưới đây nè, nó có một cái con lò xo nữa ha, một con lò xo. Nếu mà các anh chị nào mà làm á,
thì chúng ta sẽ mở cái bộ phận mấy con nhông này ra luôn, để chúng ta, tại trong đây nó có một cái nó gọi là có một cái khoe để nó giữ. Thì chúng ta sẽ mở, thứ nhất là chúng ta sẽ mở cái khoe này ra ha, mở cái khoe của cái bộ nhông này ra, chúng ta sẽ lấy ra và sau đó chúng ta sẽ mở cái khoe này và chúng ta sẽ lấy con lò xo này ra ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình rút cái sợi dây điện này ra nè, để cho nó khỏi vướng thôi chứ không có gì hết á. Chờ nữa mình làm thì mình gắn lại. Rồi. Mình để cái sợi dây điện lên đây cho nó khỏi vướng ha. Rồi. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái tay nè, mình nảy cái con này ra. Thực ra các anh chị làm cẩn thận là được, còn nếu không á thì các anh chị phải mở luôn cái bo này. Còn đối với mình á thì mình khuyên các anh chị thôi, tốt nhất là chúng ta mới quá thì chúng ta cũng đừng có nên mà mở nhiều thứ ha. Chúng ta mở nhiều thứ chậm nữa các anh chị rối luôn á. Thế chúng ta sẽ làm sao, các anh chị sẽ lấy cái này ra nè. Lấy cái khoe này ra ha. Chúng ta lấy nhẹ nhàng lấy cái khoe này ra thì chúng ta sẽ lấy được thôi. Rồi ha. Bây giờ chúng ta lấy cái khoe ra xong rồi chúng ta sẽ rút cái này ra nè. Các anh chị làm cẩn thận, chúng tôi nó rớt cái khoe ha. Thì rớt cái khoe thì nó nằm phía dưới thôi, chậm nữa chúng ta sẽ lấy lại cũng bình thường, không có gì hết. Rồi. Rồi tiếp đến là chúng ta sẽ rút cái con này ra. Cái con nhông tiếp theo này ra nè nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ lấy, trước khi rút thì chúng ta sẽ rút luôn cái bộ phận của cái dây cô rô. Đây rút ra. Này. Đó. Rồi. Bây giờ các anh chị sẽ thấy đây nó có một cái con lò xo nè. Đúng không? Con lò xo này. Ha. Bây giờ nó không ấy thì các anh chị tháo luôn cái bộ phận của cái này ra cũng được ha. Chúng ta rút cái này ra cũng được ha. Đó chúng ta làm. Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ lòn cái tay vô. Thứ nhất là chúng ta có thể là ra phía sau chỗ này nè, chúng ta lòn cái tay vô nè. Chỗ này nó hơi rối nha các chị. Này. Ha. Bây giờ các anh chị sẽ một tay các anh chị để phía bên đây nè. Một tay các anh chị để đây nè. Ha. Các anh chị sẽ rút cái con lò xo này ra cũng được. Đây nè. Thì con lò xo này là nó là một con lò xo ép thôi. Đó. Chúng ta một tay đẩy bên đây, một tay đẩy bên kia, là chúng ta bên tay con bên đây thì nó giữ cái lò xo lại cho tất cả các anh chị. Ha. Rồi sau đó chúng ta sẽ lấy con lò xo này ra. Đây. Đơn giản chưa? Rồi ha. Rồi tiếp đến nè. Tiếp đến các anh chị sẽ làm thế nào? Tiếp đến là các anh chị sẽ lấy cái khoe của cái bộ phận chặn này nè, cái phốt này nè. Rồi tiếp đến chúng ta sẽ lấy cái khoe ha. Đây. Cái khoe này thì chúng ta cũng lấy cũng dùng cái vít này, chúng ta nạy thôi. Này vít này nè. Gỡ này ra, mình sẽ gỡ cái cây này ra nè, cho nó rộng rãi. Đó, rồi mình mở cái bộ phận này ra cũng được ha. Cách chị mở bộ phận của cái ống mực hồi thẳng đứng xuống ra cũng được cho nó thoải mái nếu các anh chị mới ha. Rồi đó. Sau đó chúng ta thoải mái rồi, chúng ta cứ lại để tay vào đây. Rồi chúng ta nạy ra. Thì trong đây nó hơi kẹp nên là không có thể nào mà đưa cái máy quay vô cho các bạn thấy được. Thì do đó là các bạn thấy nè, đó. Đây là cái khoe nè, không? Đây khoe lấy của cái phốt này ra nè. Rồi sau đó chúng ta sẽ lấy cái phốt này ra nè. Thì vậy đó. Đây. Ha. Đây bây giờ đây là cái phốt để nó giữ cái nắp ép này, nó không cho chạy ra. Rồi bây giờ mình sẽ qua kia mình sẽ lấy ra. Rồi. Bây giờ các chị sẽ thấy nè, phía dưới đây nó có một cái ốc. Ở đây nó có hai ốc mà chúng ta sẽ mở một ốc phía trong này nè. Nè, chúng ta sẽ mở ốc phía trong ha. Chúng ta sẽ mở ốc phía trong này ra. Con ốc này nó sẽ giữ á. Rồi.
chúng ta sẽ mở ra, xong rồi giờ chúng ta sẽ ra phía trước chúng ta lấy cái bát đó ra. Rồi tiếp đến các chị sẽ thấy đây nó còn một con ốc nữa, chúng ta sẽ mở con ốc trên đây, ốc ngay chỗ cái phốt mà chúng ta vừa lấy cái khoe ra đó, chúng ta sẽ mở ra. Rồi bây giờ ta sẽ mình cắt góc ra xong ha. Rồi chúng ta ra phía trước. Rồi bây giờ tiếp tục các anh chị sẽ ra lại phía trước ha. Chúng ta sẽ chỗ này nè, ngay chỗ cái phốt này nó có một cái khoe, nó có cái khoe. Bây giờ chúng ta sẽ gỡ cái khoe ra, chúng ta sẽ rút cái phốt này ra để chập nữa, chúng ta sẽ lấy cái bộ phận ép của cái mấy cái nhông trắng á ra cho nó dễ dàng ha. Rồi chúng ta sẽ rút cái phốt này ra. Rồi sau khi rút cái phốt này ra thì các anh chị sẽ thấy đây là cái chúng ta sẽ rút được hai cái con của cái đồ ép nè ha. Cái này nó ép để nó giấy, nó chạy giấy lên ha. Rồi sau đó chúng ta sẽ coi thử, chúng ta sẽ rút ra, rút cái bộ phận này ra nè đó. Các anh chị đưa này xuống, chúng ta sẽ rút nhẹ nhàng ra ha. Chúng ta coi thử nó có cấn gì á, chúng ta rút nhẹ nhàng ra, nếu có cấn gì chúng ta coi thử. Nó cấn là cái sợ nó cấn hai cái mấu chốt ở trên đấy thôi. Đây thì chúng ta sẽ rút cái này ra. Đây là cái bộ phận của cái tấm phim. Rồi đây là cái cụm ha, đây là cái bộ phận mà tấm phim nè ha. Đó thì nó có những bộ phận như thế này thôi. Nếu mà trong cái tình trạng mà lâu ngày á nó bị lủng đây ha. Thì khi mà cái đầu giấy á, cái đầu giấy nó lên á, nhiều lúc nó bị kẹt vô cái lỗ đó, cái đầu nó báo kẹt ở chỗ cái bộ phận B2 này à, hoặc là những cái tình trạng ví dụ như là cái này nó bị bung cái keo ra ha, nó bung cái keo ra là nó bị sẽ bị cái tình trạng đó luôn ha. Rồi bây giờ để mà thay cái tấm phim này được thì chúng ta sẽ làm thế nào à, sau khi mà chúng ta đã vệ sinh xong, rồi sau khi mà chúng ta vệ sinh xong ha, thì nếu các anh chị để chúng ta sẽ tháo này ra, tháo cái bộ phận này ra nè. Đây nè, cái bộ phận này chúng ta tháo, tháo một lớp keo, tại cái lớp keo nó chắc lắm. Chúng ta phải tháo ra xong, chúng ta phải vệ sinh cái lớp keo cho nó sạch sẽ. Thì đây các anh chị thấy nó có một những cái lớp keo không? À, chúng ta phải làm sao, chúng ta phải loại bỏ hết cái lớp keo này để cho khi chúng ta sau khi chúng ta dán lại thì nó sẽ đảm bảo nó bám chắc hơn ha. Thì cái này có thể chúng ta sẽ lấy cồn, chúng ta thấm, chúng ta lao hết cho nó. Cái vệ sinh cho nó sạch sẽ. Rồi sau khi các anh chị lấy cồn á, các anh chị bỏ vào đây nè, các anh chị lao ha, còn các anh chị lấy tay vuốt ra thì nó sạch sẽ thôi. Thì các anh chị sẽ thấy trên đây nó có cái đường, mấy cái đường lằn. Các anh chị để ý, các anh chị sẽ thấy nó có mấy cái đường lằn người ta đã kẻ ha. Nó có những cái đường lằn như thế này đó, các anh chị thấy không? Tức là người ta đã kẻ rồi, tức là cái không gian giới hạn để mà chúng ta dán keo, hoặc là chúng ta sẽ dán cái lớp PK, nó sẽ nằm ở cái mấy cái lằn này. Ở trên đây thì nó nằm ở lằn này, còn đối với dưới đây nó từ cái lằn này ha, từ cái lằn này nó kéo về đây. Những cái phổ nào mà nó trống thì chúng ta sẽ bỏ, và bắt đầu từ là cái phần mép này ha, nó có từng phần, tức là từ cái chỗ cái khúc mà chúng ta sẽ đánh cái này, nó kéo dài qua tới đây là hết à. Ở đây là họ nhà sản xuất người ta cũng đánh dấu luôn ha, người ta có cái đánh dấu ở đây luôn nè. Rồi à, sau khi chúng ta làm xong thì chúng ta để ý những cái phần đó. Tiếp đến là cái phần này nè, cái miếng phim lụa khi mà các anh chị lấy ra xong thì các anh chị sẽ giữ nguyên bản lại ha. Các anh chị cố gắng, các anh chị tháo ra, các anh chị giữ nguyên bản như vậy để làm chi, để khi mà chúng ta cắt thì chúng ta sẽ đưa sử dụng cái tấm phim ha. Đây là cái tấm phim X-quang ha, thì các anh chị có thể đi xin của người nào đó ha, hoặc là nếu nhà mình có thì mình tận dụng luôn mình lấy. Thì sau đó chúng ta sẽ đưa cái tấm phim này lên trên đây này nè ha. Rồi sau đó chúng ta sẽ dùng cái viết hoặc là cái thước, chúng ta sẽ gạch theo cái phần này xong chúng ta sẽ cắt. Rồi ở đây thì mình sẽ tận dụng cái mép trên này là cho nó thẳng, thì chúng ta sẽ đưa thẳng chung với cái mép của cái miếng phim của chúng ta ha. Rồi sau đó các anh chị sẽ đè cái bộ phận này xuống này. Bây giờ chúng ta sẽ gạch trước, chúng ta sẽ dùng cái viết, chúng ta sẽ gạch. Thay cái tấm phim này nó mất thời gian lắm. À, nó lâu, nó tháo ra nhiều công đoạn.
Rồi ở đây chúng ta sẽ bo cái góc bên đây. Rồi tiếp đó chúng ta sẽ cắt, những cái phần mà giống như ở trong mà cái bản cũ nó chừa. Chúng ta sẽ. Rồi thì đây là cái tấm nguyên bản của nó nè. Ha, dựa theo cái tấm nguyên bản của cái ấy đó, cắt ra như thế này. Đây các anh chị thấy tấm nguyên bản của nó ha. Thì sau đó chúng ta sẽ đặt vào thử. À, cái tấm phim cái tấm mà mình ấy này đó, thì trong cái phần giới hạn của nó, tức là từ cái phần giới hạn này ha, phần giới hạn này là từ cái chỗ cái mép trên này đó, nó sẽ qua phía này này, nó sẽ đo nè, các chị sẽ thấy nó sẽ khớp với nhau như thế này đây. Thì chập nữa chúng ta sẽ dán, thì chúng ta sẽ dán tới mép như thế này nè đó ha, đó các chị sẽ thấy ha, chúng ta đó chập nữa chúng ta sẽ dán, thì chúng ta sẽ dán y vậy. Đây mình sử dụng keo hai mặt này, đây là cái loại keo mà mình không biết là cái tên nó là như này, đây là cái chữ nó đây nè. Đó, cái keo này nhờ anh Hiếu anh mua, chứ ở đây mình ở ngay chỗ thành phố mình mua cũng không có, mình nhờ anh Hiếu anh mua xong anh gửi ra cho mình nè. Đây nè, cái tên của nó như thế này ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cắt keo ra. Còn cái phần nào mà cái keo nó còn thiếu, ví dụ cái keo này cái bản này nó nhỏ thì chúng ta cứ để cứ bình thường, chúng ta cứ để chúng ta rút cái bản này ra cho nó dễ ấy ha. Cho nó dễ là chúng ta sẽ rút cái chốt này ra thôi. Đây, chúng ta rút cái chốt nhỏ hai bên góc nó là chúng ta lấy cái này ra luôn. À, chúng ta thao tác cho nó dễ thôi. Cái này nó sụp lên sụp xuống thôi. Bây giờ mấy cái keo này chúng ta sẽ dán từ đây nè. Chúng ta dán qua đây. Những cái chỗ nào mà ngay chỗ này là hai cái lu lô ép. Cái chỗ này là hai cái lu lô ép trắng thì chúng ta không được dán qua ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đưa như thế này nè. Các chị đưa, chúc chị. Nó có cái mép canh á. Nó có cái mép canh mà nhà sản xuất người ta cũng đã làm dấu cho mình rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dán thẳng qua đây. Rồi. Chúng ta cái phần nào dư á chúng ta sẽ cắt. Có thể chúng ta sẽ lấy kéo hoặc là chúng ta sẽ sử dụng cái dao rọc giấy gì đó, chúng ta cắt làm sao mà nó cho nó thuận tiện là được ha. Sử dụng dao rọc giấy nè, cắt nè. Rồi sau đó chúng ta sẽ dán một lớp bên đây nữa. Cũng tới những cái phần mà nhà sản xuất người ta canh cho mình rồi. Rồi còn tiếp đến cái phần này. Rồi còn tiếp đến là cái phần mà ở đây á, mình sẽ dán mép này nè, mình dán cho nó chạy thẳng qua luôn. Rồi chập nữa những chỗ phần nào mà nó bị dính á, các bạn ha, dán mép này rồi mình dán qua đây luôn. Rồi sau khi mình dán ha, cái này nè, bây giờ cái này nó còn dư nè, cái này dư, bây giờ mình sẽ bỏ về, mình lấy cái dao rọc giấy mình cắt, xét vào cái này. Tiếp đến chúng ta sẽ rọc cái phần thừa của cái keo ra ha. Chúng ta giữ chắc lên, chúng ta sẽ rọc. Chúng ta giữ mép bên đây này. Chúng ta rọc vậy thì nó sẽ thẳng với cái mép của cái sắt này ha. Chúng ta sẽ sử dụng cái lưỡi dao rọc giấy mà nó bén á, nó còn mới á, thì các anh chị làm rất là dễ thôi. Rồi như vậy là chúng ta đã xong cái phần dán ha. Đây các anh chị thấy như thế này, tức là những cái khi tháo ra các anh chị sẽ thấy những cái phần ranh giới của nhà sản xuất người ta đã khắc trên cái này rồi, thì chúng ta cứ dán theo vậy ha. Rồi đến khi cái phần bỏ vào á, thì chúng ta phải có theo chiều nha. Nếu mà các anh chị mà cắt mà chúng ta không dán theo chiều á, chúng ta không đo trước mà chúng ta bỏ vô dán á, thì nó sẽ bị lợt. Bây giờ cái đầu này nó như thế này, chúng ta bỏ vào được nè, nhưng mà các anh chị lấy lại cái đầu này qua chúng ta sẽ bỏ thì nó sẽ bị lợt vào bên ha. Tức là cái này nó sẽ không có đều. Do đó chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta sẽ canh ha. Thì chúng ta sẽ canh như thế này. Thì các anh chị nếu mà chúng ta sẽ canh như thế này thì các anh chị sẽ thấy ha. Ở đây nó sẽ đây vậy. Bây giờ sao trước mắt chúng ta sẽ canh hai cái đầu này trước nè. Chúng ta sẽ canh cái đầu giữa này nè ha. Chúng ta canh. Đó, mép nó dán vậy thôi. Rồi bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ lột. Chúng ta sẽ lột
cái phần keo ra ha. Còn những cái phần này chúng ta sẽ vuốt cho nó sạch nha, để tránh nó bụi, nãy chúng ta làm nó bụi á. Còn nếu không á, còn nếu không mà các anh chị sợ chạy á, chúng ta sẽ có một cách nữa, tức là chúng ta sẽ sử dụng cái phần keo ta để cố định một đầu thôi. Để chúng ta lại sau mình sử dụng em, các anh chị sẽ cố định một đầu đằng trước này. Sau khi mà nó đã mình đã đưa vào trong cái phần chuẩn rồi ha, rồi chúng ta sẽ giả sử chúng ta sẽ cố định đây cái để chúng ta dễ chúng ta lột một đầu thôi. Còn nếu các anh chị mà cẩn thận rồi thì các anh chị cứ để vậy, các anh chị làm bình thường sao đâu. Này chúng ta sẽ cố định. Khi chúng ta dùng cái băng keo chúng ta cố định như thế này thì các anh chị sẽ thấy bên đầu này nó cũng tương tự như vậy ha. Đây, cái đầu này tương tự như vậy. Và chính giữa này nó cũng ấy. Bây giờ chúng ta sẽ lột cái keo bên đây ra. Đó, chúng ta sẽ lột cái keo bên đây ra nè. Đây, chúng ta lột cái keo này ra xong bây giờ chúng ta sẽ dán này trước ha. Ta đưa mép vào. Rồi sau đó chúng ta sẽ ấn xuống, chúng ta sẽ vuốt. Chúng ta vuốt cho nó kỹ, cho nó cái keo cho nó chắc. Đây. Rồi sau đó chúng ta thả cái băng keo này ra và chúng ta lột tiếp cái bên phần thứ hai đây. Đây chúng ta xem. Rồi chúng ta thả về xuống thì nó sẽ cái phần thứ hai nó cũng sẽ vào trong cái khớp thôi ha. Rồi chúng ta sẽ vuốt cho nó kỹ ha, để cho nó keo nó sẽ bám chắc giữa hai cái vào ha. Rồi như này. Đó, bây giờ các anh chị đã thấy chúng ta đã dán được xong cái miếng phim cho cái phần của cái khay ngay chỗ khay B2 ha. Thì sau khi mà tấm phim nó bị lủng thì chúng ta sẽ có cái hình thức chúng ta mở ra, chúng ta sẽ dán ha. Thì tới công đoạn này là chúng ta đã xong cái phần tháo lắp và chúng ta tháo và chúng ta dán rồi ha. Rồi bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ lắp lại thôi. Rồi sau khi trước khi lắp lại chúng ta sẽ kiểm tra một lần nữa và chúng ta sẽ bỏ lại cái này vào. Thì cái này nó sẽ có hình đó. Hồi nãy chúng ta mở cái khớp này ra thì bây giờ nó như thế này ha. Thì chúng ta sẽ bỏ cái khớp này ra vô thôi. Đây. Khớp này thì chúng ta chỉ phần rút này ra và chúng ta đút cái hai cái cháu này vô là xong. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lắp cái phần miếng này vào. Thì để lắp phần miếng này vào thì anh chị nên chú ý nè ha. Các anh chị lên nhìn vô phía trong đây, nó sẽ có hai cái khớp. Nên chúng ta sẽ mở bật cái khay B ở trong ra. Chúng ta bật khay B ở trong dưới rồi thì khi mà các anh chị đút vào, các anh chị sẽ cẩn thận coi chừng nó sẽ móc hai cái này nè, nó sẽ bị cong hai cái này thôi. Các anh chị cứ đưa theo chiều, các anh chị lắc theo chiều các anh chị đưa vào thì ở đây mình sẽ không có quay được cho tất cả các anh chị coi. Tuy nhiên là các anh chị cứ theo cái chiều của nó chúng ta sẽ đưa vào ha. Đưa vào. Như này. Đó. Thì nó sẽ khớp những cái ốc hồi nãy chúng ta đưa vào á. Chúng ta đưa chúng ta mở ra đó. Bây giờ các anh chị cứ đưa nhẹ nhàng vào ha. Để đưa cái miếng này nó qua ra hai con mắt. Chỗ này thì nó hơi khó nhưng các chị chú ý nè, khi các chị đưa vào thì các chị đưa hai cái miếng đen á nó lên ha. Sợ nhất là hai cái cháu ngay chỗ hồi nãy mình chỉ đó, nó móc vào trong cái bộ phận của hai B á thì mình sẽ khó mình sẽ khó đưa vô, nên là các anh chị sẽ cứ từ từ các anh chị đưa ha, không có vấn đề gì đâu. Khi mà chúng ta làm tới đây rồi là coi như là chúng ta đã biết cách chúng ta tháo lắp rồi, thì chúng ta đưa sao khi mà đưa vào á thì phía trên á ha, thì các anh chị sẽ đưa nó sao chỗ hai cái lỗ này nè, hai cái lỗ chỗ này á, hai trong miếng sắt nó sẽ vô nằm cho hai bánh xe là ok. Rồi như vậy là chúng ta đã đưa vô xong rồi nè. Rồi đó ha.
Rồi bây giờ ở đây á thì các anh chị sẽ thấy nè, ở đây nó có một cái khóc ha. Ở đây nó có cái khóc nè. Ở đây nó có cái khóc như thế này. Thì các anh chị đưa cái này nó vào vừa tới cái khóc này á. Nó vừa tới cái khóc này thì nó sẽ vừa được cái chỗ cái con ốc dặn, thì chúng ta chú ý chỗ này chút ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cố định trước hai con này để chúng ta sẽ gá trước ha. Chúng ta sẽ cố định nó trước nha. Rồi ở đây nè, các anh chị thấy là mình đã cố định sơ cái con ốc này nha. Rồi sau đó bây giờ mình sẽ coi thử trong cái phần ở trong, nếu mà nó ok hết rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ điều chỉnh tới là mình sẽ lắp luôn cái con ốc phía trên đây nè. Các bạn đứng một tay, các bạn lạc ra ra phía sau ha, các bạn chỉnh. Còn phía trước là các bạn cứ để về rồi các bạn cứ lắp vào ha. Các bạn gá nhẹ cũng được, để tầm nữa sau khi mà chúng ta lắp phía trước và phía sau xong rồi thì chúng ta gá chung vô một, chúng ta dặn chung luôn ha. Rồi bây giờ tiếp tục chúng ta ra phía sau. Chúng ta làm, bây giờ chúng ta gá được hang ốc rồi. Rồi bây giờ các anh chị sẽ thấy ha, ở đây nó có một con ốc nè. Chúng ta dặn ốc này lại, hồi nãy như con ốc này mình mở dư ra thì cũng không sao, mình sẽ dặn lại thôi. Tiếp đến là cái con ốc mà chúng ta cần dặn các anh chị ha, dùng cái tô vít mà cái đầu có 500 hút lốt chút ha, các anh chị sẽ đưa vào con ốc vào đây, và một tay các anh chị sẽ chỉnh cái bộ phận phía sau này đó ha, một tay các anh chị cạnh đây thì chúng ta sẽ chỉnh được cho nó thẳng thớm với con ốc, rồi sau đó chúng ta sẽ đưa nhẹ vào thì chúng ta chỉ gá thôi, chúng ta sẽ gá nhẹ. Và tiếp đến chúng ta sẽ sử dụng một con ốc thứ hai để chúng ta sẽ dặn ở phía dưới đây ha, ở phía dưới đây nè. Đây thì chúng ta sẽ dặn con ốc dưới đây nè. Đây con, đây con ốc nè ha, chúng ta sẽ dặn lại nha, là mình đã dặn con ốc này dưới đây lại luôn nè. Rồi rồi bây giờ chúng ta sẽ đưa cái cây ép nè, cái trục ép này chúng ta đưa vào trong đây ha, đưa vào trong đây. Đây chúng ta sẽ gá cái trục ép này vào trong đây nè ha, chúng ta gá này vào thì các anh chị sẽ thấy bên đây nó hai có hai cái lỗ, thì chúng ta sẽ đưa hai cái phốt này vào nha. Rồi bây giờ cái phốt này thì cái đầu nào cũng đưa vào được hết. Bây giờ chúng ta sẽ một tay chúng ta sẽ giữ cái phốt này đây nè, một tay chúng ta sẽ giữ cái phốt ha, một tay chúng ta sẽ giữ cái phốt này đó, ta giữ cái phốt này nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đưa cái lò xo vào trước để cho nó giữ cái phốt này cho nó cứng. Một chập nữa là chúng ta sẽ bắt đầu, chúng ta sẽ lấy cái khoe, chúng ta bấm cái khoe nó lại ha, giữ phép nè. Rồi để đưa cái lò xo này vào á thì ha, các anh chị cũng đưa một cái tay ra phía sau nè, đây nè, một cái tay chúng ta lọt ra phía sau ha, chúng ta tới cái chỗ cái phần cái lỗ này này đó, các anh chị thấy không, đó cái tay này đó, cái lỗ chập nhấp 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 đó. Rồi một tay á, chúng ta sẽ đưa cái lò xo này chúng ta đưa vào trong cái phần cái chấu trước ha, chúng ta đưa phần cái chấu trước, một tay trong nó cũng có thể chạm được tới cái lò xo này, và sau đó chúng ta gá cái lò xo này vào, nó có cái khớp cái lỗ chúng ta sẽ gá vào trong đây nè. Rồi ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đẩy cái phốt này ra và sau đó chúng ta sẽ gắn cái khoe lại. Rồi bây giờ chúng ta sẽ gắn cái khoe lại, thì cái khoe này á thì các anh chị nên sử dụng cái kềm mũi nhọn nhỏ ha, chúng ta đưa vào chúng ta gắn, nếu mà lỡ nó có rớt xuống đây thì nó cũng nằm ở trong cái bộ phận ở phía sau ngay chỗ cái hộp bình đột thải thôi, rồi chúng ta lấy ra thôi, không có vấn đề gì ha các anh chị ha. Rồi bây giờ mình sẽ gắn cái khoe này vào nha. Rồi bây giờ các anh chị thấy cái lò xo này, hồi nãy mình đã gắn nè đúng không, cái lò xo này. Rồi bây giờ cái khoe cũng đã bấm vào trong đây rồi ha. Rồi bây giờ mình sẽ ra trước và chúng làm tương tự như vậy ha. Rồi tiếp đến cũng tương tự như cái ở phía sau, bây giờ chúng ta sẽ đưa cái phốt này vào trong cái đầu trục này ha. Đây bây giờ mình sẽ đưa cái phốt này vào nè, đó, đưa cái đầu này vào trong cái phốt này ha. Nó có cái khoe vuông á, các anh chị đưa cái khoe vuông vào và anh chị đẩy qua đây nè. Các anh chị đẩy như thế này.
Thứ nhất là một tay các anh chị sẽ ra phía sau các anh chị giữ ha. Mục đích là để cho cái phần phía sau nó sẽ không có đẩy, nó không có đẩy cái phốt này vào ha. Rồi đó, sau khi chúng ta ấy xong vào, bây giờ chúng ta sẽ đưa cái lò xo. Được lò xo thì cũng một tay chúng ta ở phía sau đây ha, một tay chúng ta phía sau đây đây nè, một tay nè ha các anh chị ha. Rồi một tay chúng ta sẽ đưa cái lò xo vào trong cái phần cái khắp trước, rồi sau đó chúng ta sẽ đẩy cái lò xo ha. Cái tay phía sau đó có hỗ trợ là hỗ trợ giữ cái lò xo ha. Rồi sau đó chúng ta sẽ đẩy cái lò xo này vào trong cái khớp này, sao cho cái lò xo nó thẳng với cái phốt này là được rồi ha. Như vậy là xong rồi, sau đó chúng ta sẽ dùng cái khoe để ta bắp lại, rồi nó sẽ bấm rồi. Đó là như vậy thì chúng ta đã ấy xong cái bộ phận lulo ép của KB rồi nè. Đó chúng ta sẽ thấy là cái lò xo nó sẽ thẳng ha, lò xo nó thẳng. Bây giờ hai góc con này chúng ta chưa siết chắc á, thì bây giờ chúng ta sẽ siết chắc lại. Rồi một góc lên nữa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bật thử là coi thử cái bây giờ ráp KB vào thì nó nhẹ nhàng thế này là chúng ta đã ráp ok nè nha. Thì các anh chị sẽ khi mà các anh chị ráp vào thì các anh chị sẽ thấy nó bật nhẹ nhàng thế này, và cái mấy cái móc này như thế này này, các anh chị sẽ coi thì cái móc bên này với bên kia thì nó cũng lòi ra y như nhau ha. Cái móc này nè, đó lòi ra như nhau. Rồi đối với phần trước thì chúng ta sẽ ráp luôn cái mặt nạ vào luôn ha, chúng ta sẽ ráp mặt nạ vào luôn. Rồi bây giờ phần trước nó đã xong hết rồi thì chúng ta chỉ ráp mặt nạ vào này, mặt nạ ốp này vào thôi. Rồi như vậy là khi mà chúng ta lắp cái lulo ép vào á thì các anh chị thấy hai lulo ép này ha. À, nó sẽ khớp cái lại cái hai cái lulo nhựa trong ha, những cái phần này thì nó ok hết, nó không có vấn đề gì ha. Cái bước còn lại á, là mình nghĩ nó cũng khá là đơn giản khi mà các anh chị đã biết thay cái dây của cái lulo của cái bộ phận B2 rồi. Đây nè. Thì cái video trước có một cái video mình đã chỉ cho cả các anh chị là cách thay cái dây lulo này rồi. Thì cách ráp thế nào thì các anh chị cứ theo cái hướng dẫn đó các anh chị làm ha. Tại cái video tới đây là mình quay có một mình nên là tới khúc chỗ này á, mình nghĩ là mình các anh chị có thể làm được nên mình sẽ không có quay nữa.